dành cho người hâm mộ gặp gỡ và thưởng thức những buổi trình diễn đặc sắc mới lạ của các thành viên SEO48. Tổng ca nhiễm trên thế giới tính đến 9 giờ ngày 5 tháng 8. Thế giới đã có hơn 18,6 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có gần 12 triệu ca bệnh phục và 740.000 ca tử vong. Sao trái tim này lại loạn nhịp như vậy? Đồng chí không thể kiểm soát được khi bỗng nhìn thấy.